Lâu lâu làm nồi mắm kho ăn với rau sống, ăn với cà, nhất cái Cái nách con cả bò đó đẹp nhà quá nha. ơi. Đi ngang đây thấy con bò con, bò con có bộ lông Bò thấy cũng cưng kỳ hết á. sức cả nhà. Nó nằm à, lần đầu Nè, thấy hai con con bò bò nằm này kiểu nằm đó gì luôn thì á, mình không nói đi, nó bộ nằm vậy lông đó. nó giống như lông con cừu vậy Sướng sướng à. đó. Thấy cưng không cả nhà? Hai cả nhà. Thôi bỏ con bò lên đi, mình đi chợ mua ít rau và ăn với mắm kho cả nhà ơi. Mình xem lửa rau khí thế không cả nhà. Chỗ bà chị này bán trái cây cũng ngon lắm, đu đủ, sồi, dưa gang, đủ thứ hết, vú sữa nữa. Giờ lặt rau, đem qua trước cửa phòng lặt rau, ở trong phòng mình nó hầm quá à. Với dạo này nó bị tối á cả nhà. Đây là cái combo đặng một hồi mình kho mắm nè, cả nhà thấy nó hấp dẫn chưa? Dưa leo, cà, hoa, bông súng, sả, nấm. Trời ơi, thấy cái này là tự nhiên là thèm mắm kho liền ha. Chiều nay bữa nay mình kho với cá ba sa, thịt heo rồi cả nhà. Cá ba sa thì mình kho khúc đầu với khúc đuôi, khúc giữa để đây vài bữa đây rồi mình nấu món gì ăn đây. Giờ mình phi tôm, tỏi với hành băm, xào sả, bỏ thịt vô xào cả nhà. Một cá vô, hồi mình lượt mắm cái nữa là nhấc cái nắp. À, nhà thấy hấp dẫn chưa? Mắm này á, là mình nấu bằng mắm sặc với mắm cá linh trộn lại nha cả nhà. Không biết làm sao chứ mình là mình mê mắm dữ lắm. Rồi kho sôi lên rồi mình bỏ hoa vô, bỏ nấm vô. Cái nồi thì nó nhỏ nhưng mà topping nó thì quá khủng luôn cả nhà. Giờ múc ra bới cơm cái nữa, có ai thấy đói chưa? Bới cơm ăn cơm với mình nha. À, thấy cái dĩa rau chấm chất lượng như cả nhà. Cơm đơn giản vậy thôi mà ta nói ăn rồi đi không nổi luôn. Mắm kho mà ăn với cơm nóng là thôi đúng bài luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh mình nha.